Lợn rừng đang ăn kiếm thức ăn thì báo nằm mai phục ở gần đó. Hình như con lợn rừng vẫn chưa nhận ra rằng có nguy hiểm đã đến gần với nó. Con báo nằm phục sẵn chờ đợi. Sau đó báo lao tới. Con lợn rừng khổng lồ thấy con lợn rừng quá lớn nên báo cũng hơi sợ. Con báo sợ hãi không thành công, chưa thành công vụ. Lợn rừng cố hốc lại và chiến đấu với báo mạnh mẽ, không sợ hãi. Hai con vật dần xé, dần co nhau một hồi rất lâu. Con lợn rừng lớn lên rất mạnh mẽ và không sợ hãi. Cuối cùng báo chạy bỏ cuộc, không tấn công nữa. Lợn rừng thoát thân may mắn. Tại một vùng hoang mạc xinh đẹp có một con chim, hình như đây là con lừa. Mẹ con lừa đang ở gần đó.
thì sư tử tới. Nguy hiểm quá. Sư tử phi thật nhanh tới tấn công gia đình lửa. Con lừa không thể thoát được.